Lua để lại đứa con cho người bạn thân. Cuộc sống của cô tiếp theo sẽ ra sao? Cho con đây. Thì Lua đó, mẹ con sẽ cưới Lua. Mẹ hãy cưới Lua cho con sẽ thay đổi mà. Dì muốn con cưới thằng Kama. Gì à? Cô làm gì mà khuya rồi mà còn ở trong đền vậy? Tôi thấy cô ấy khả nghi lắm đó. Cô ta nói dối đó. Chỉ cần tôi đánh cho cô ta một trận là cô ta sẽ khai hết ra thôi. Câu trả lời sẽ có trong bộ phim Quý Tử phát sóng 17h30 hàng ngày trên kênh TTV. Được. Kế hoạch đang dần được thực hiện. Anh sẽ mang lại cho em hạnh phúc. Anh thật lòng với em đó. Anh chưa từng cầu hôn với bất cứ cô gái nào. Em là người cô gái đầu tiên đó. Con tin Anna là một người cô gái tốt. Và con sẽ lấy cô ấy. Bây giờ con còn dám nói như vậy hả? Chủ tịch có quyền chọn lựa con dâu cho mình, thì bản thân con, con cũng có quyền lựa chọn mẹ chồng. Và sau cuộc nói chuyện ngày hôm nay, con đã quyết định chủ tịch không phải là người mẹ chồng mà con lựa chọn. Em nhận lời cầu hôn của anh nghe. Chị Anh An, chấp nhận đi chị. Đồng ý đi chị. Đón xem Hồn Lụa 20h30 các ngày trong tuần trên TTV. Làm Chê Hy bị thương nặng, Senna tìm cách che giấu tội lỗi của mình. Ôi trời ơi! Đừng nói là Senna, hôn lễ của con và Ruby cũng sẽ bị ngăn lại. Con sẽ bị đuổi việc ở công ty, chị ấy sẽ hủy hoại cuộc sống của các con. Nếu con không muốn sống cuộc sống như vậy, thì hãy nghe lời mẹ. Mau kiểm tra thẻ nhớ đi. Anh nghe lời mẹ đi được không? Xin anh hãy cứu em. Anh ơi làm ơn đi. Tanim trở thành kẻ thế thân cho Senna. Cô Chê Hy. Mẹ à, chúng ta lần này không thể thua được. Bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm ra cái lắc. Mẹ hiểu rồi. Nếu mà bác ấy có con dao trong tay, chắc sẽ bắt thủ phạm rồi chặt đầu ngay lập tức. Bây giờ dừng lại cũng không được, mà quay đầu cũng không xong. Chỉ có nước làm tới cùng thôi. Anh là ai mà nói tôi giống tên trộm hả? Tôi không thể nói bằng lời với thằng nhóc này rồi. Nghe đây thằng nhóc, trong quá khứ tao cũng từng là. Anh à, em có bị sao không? Vẫn khỏe chứ? Mẹ với anh Sekang cũng biết đúng không? Con không làm gì sai cả, con vô tội. Mẹ biết, sao có thể. Mời quý vị và các bạn theo dõi những tập tiếp theo của bộ phim Kẻ Thù Ngọt Ngào phát sóng vào 20h40 các ngày trong tuần trên kênh TTV.